Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách nấu chè trôi nước bằng những cái màu tự nhiên, không có nhuộm màu quá chất của mình ha. Đó là màu củ dền, rất là đẹp luôn. Và cách làm như thế nào để viên chè mình để được 2 ngày, 3 ngày mà nó không có bị cứng lại á. Trong những ngày gầm nè, đám cúng căn cúng gầm cho các bé đó, có thể mình nấu cái món chè này ra mình cúng cũng rất là ngon luôn. Trước tiên mình chuẩn bị là 500g bột nếp. Nếp này mình dùng của Phú Long ha. Và 400g đường cát, 200g đậu xanh. Đậu xanh mình đã ngâm được trong 2 giờ và mình cũng đã rửa sạch rồi. Mình làm như thế này để cho nó mau á. Và bột nếp này là mình dùng là bột nếp gấm thơm. Bột nếp này là loại bột mà mình nhồi bằng nước lạnh. Nhưng mà khi mình mua về á, khi mình nhồi bột đó, mình sẽ dùng là nước nóng trong 80 độ ha. Mình nhồi bằng nước nóng như thế này á, viên chè mình để 2-3 ngày nó cũng không có bị cứng lại nữa. Và tiếp theo là củ dền mình rửa sạch sẽ, mình gọt rồi là 100g, 50g gừng, gừng các bạn có thể dùng thêm cũng được ha. Và tiếp theo là 100g đậu phộng này mình cũng đã rang rồi. Và muối, 200ml nước cốt dừa, mình dùng 300g dừa khô mình đó, mình về mình bắt mình lấy 200ml thôi. Đậu phộng này khi các bạn rang, mình rang nó vàng dừa tế như thế này nè, đừng có rang khét quá, ăn nó sẽ bị bệnh không có tốt đâu. Và trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị mình sắt rừng đi. Mình sắt rừng với củ gà dền á, để mình xay cho nó mau đi. Rừng này thì mình cũng sắt lát mỏng như thế này nè. Rồi các bạn sắt cho nó nhuyễn lại. Thì tùy mình muốn ăn to thì mình sắt hơi to một tí nha. Nếu gia đình mình dùng nhiều á, thì mình sẽ tăng lên cái thành phần nguyên liệu lên ha. Còn nếu mà gia đình mình ăn ít á, thì mình dùng nửa ký kg này là được rồi. Và đây là phần rừng mà mình vừa sắt xong nè. Thì mình sẽ cho qua bên một bên dĩa ha. Và tiếp theo mình sẽ sắt củ dền. Củ dền thì mình sẽ dùng máy xay sinh tố, mình xay cho nó thật là nhuyễn, mình sẽ lấy cái phần nước của nó. Còn nếu gia đình mình không có máy xay sinh tố đó, thì mình sẽ nấu, mình nấu lên nước vừa sôi độ khoảng 3 phút, các bạn tắt bếp cái mình lấy cái phần nước đó là được rồi. Thì khi củ dền mình đã sắt xong rồi đó, cái mình cho vào trong cái máy này nè. Mình cho hết vào đi và mình cho tiếp là 100ml nước lọc mình xay. Và đây là phần củ dền mà mình vừa xay xong nè. Mình sẽ lấy một cái rây á, mình lượt cái rây thật là dày ha, mình lượt mình bỏ cái phần xác của nó đi. Mình lấy cái phần nước của nó là 100ml ha. Và kế tiếp đó là mình sẽ nấu đậu. Mình cho đậu vào nồi đi, rồi mình sẽ cho 1/4 muỗng cà phê muối vào ha. Và mình cho vào là 300ml nước lọc. Và mình cho lên bếp mình nấu á. Mình nấu, mình mở lửa nhỏ thôi. Khi nước nó vừa cạn, không có còn nước nữa là mình tắt bếp là vừa rồi đó. Thì trong thời gian chờ nấu đậu thì mình sẽ nhồi bột ha. Mình cho cái phần bột này vào thau nè. Và các bạn dùng nước là nước nóng 80 độ C nha. Mình không có dùng nước nguội ha. Nước nguội là cái viên chè của mình nó sẽ bị cứng đó. Thì trước tiên mình sẽ cho cái phần nước của củ dền vào trước. Mình cho vào 2 lần. Mình chia làm 2 ha. Mình nhồi bột với nước củ dền này trước đi. Mình bóp cho nó thật là nhuyễn á, để cho nó thấm vào trong bột đều như thế này nè. Thì cái viên chè mình nó sẽ lên màu đều đẹp hơn. Khi mà mình bóp cho nó nhuyễn nhuyễn, nó đều như thế này rồi, thì mình sẽ đổ hết cái phần củ dền lúc nãy, còn mình cho vào hết luôn. Thì mình cũng sẽ bóp nhuyễn y gan như lúc nãy ha. Khi mà mình bóp nhuyễn xong rồi đó, thì mình sẽ cho cái phần nước nóng lúc nãy vào. Mình cho thêm là 1/3 lưng muỗng cà phê muối nữa ha. Nước nóng này thì mình sẽ dùng thêm là 300ml nước. Nếu mà các bạn không biết độ cái phần trăm của ml nữa đó, thì mình sẽ cho vào từ từ, mình đừng có cho vào nhiều quá. Mình nhồi 2-3 lần gì đó, để khi nào mà thấy bột nó vừa là được rồi. Nó không có bị chảy xệ, nó không có bị cứng quá là được. Tiếp theo mình sẽ cho nước thêm và mình nhồi tiếp tục nữa. Nó lên cái màu rất là đẹp luôn, cái màu tự nhiên của củ dền á. Mình cho 2-3 lần nước vô như vậy đó thì mình làm nó sẽ dễ hơn. Và mình làm cái này là không thiếu dầu ăn ha. Mình sẽ cho vào là 2 muỗng canh lưng dầu ăn. Và các bạn cũng tiếp tục mình nhồi hoài, mình nhồi lâu chừng nào thì cái bột của mình nó mềm mịn thì nó sẽ ngon không chừng nấy ha.
Thì tiếp tục các bạn cứ việc nhồi nhồi hoài như thế này nè. Mình thấy nó còn hơi cứng á, thì mình sẽ cho nước nóng vào ít ít thôi ha. Mình dùng một muỗng cà phê mình cho vào từ từ thôi. Tại lúc này thì nó cũng đã gần mềm rồi. Để mình dở lên một miếng cho các bạn coi nè. Miếng bột mình nó không có cứng quá ha, nó rất là mịn luôn. Và quan trọng nhất là nó không có bị chảy sợi. Thì mình sẽ bỏ qua một bên, mình lấy cái nắp mình đậy lại, hoặc có cái bọc thực phẩm đó. Mình đậy lại, mình để khoảng chừng 30 phút nha, cho bột nở nha. Và bây giờ thì đậu mình nấu cũng đã cạn nước rồi nè. Đậu mình nó vừa như thế này nhìn rất là ngon luôn. Thì các bạn mình chuẩn bị mình một cái chảo á, nhỏ nhỏ ha, để mà mình xào nhân này nha. Chè mình nấu chè kiểu này là đậm chất miền Tây luôn á, đúng kiểu miền Tây mình nấu luôn, mình không cần thắng nước cốt đâu. Thì mình cho đậu vào trong chảo ha, cái mình cho đường vào, mình cho thêm 2 muỗng canh dung đường này nha, đường cát mình đó. Mình không cần cho muối vào đâu, tại lúc nãy mình cho muối vào rồi. Và nước cốt dừa đậm đặc đó mình sẽ cho vào luôn. Mình sẽ mở lửa lên ha, mình mở lửa trung bình bình thường thôi. Các bạn lấy sạn nè, mình trộn cho nó đều. Đó, mình sơ qua sơ lại, mình không có ngưng tay ha. Mình xào như thế nào mà để cho nước nó cạn là được rồi. Mình xào như thế này nè, cái nhân chè của mình nó ăn rất là thơm luôn. Nếu mà các bạn chưa làm mình hãy thử một lần đi, ngon vô cùng luôn á. Và mình xào nó cạn như thế này là được rồi nè. Mình sẽ tắt bếp để cho nó thật là nguội á, thì mình sẽ vò viên nha. Các bạn thấy nó nhão như thế này đó, nhưng mà tới khi mình để nó nguội á, thì cái viên chè mình nó rất là vừa ăn luôn, nó không có mềm chảy đâu. Mình có thể mở quạt gió á, mình mở mình để khoảng 10 phút 15 phút á, thì đậu mình nó sẽ mau nguội hơn. Và đây là phần đậu xào nước cốt dừa của mình nó cũng đã khô mềm rồi nè. Thì mình sẽ vo thành những cái viên tròn ha. Mình độ là khoảng 30 gram đó, cái viên mỗi cái viên nhân như thế này là 30 gram. Thì mình sẽ tiếp tục mình vo cho hết những cái phần nhân này luôn ha. Và đây là phần nhân đậu mình vừa vo xong, mình vo tròn như thế này là được rồi. Và tiếp theo mình sẽ lấy bột ra để mà mình vò viên chè ha. Bột rất là mịn luôn. Đó các bạn, mình sẽ vo tròn cái mình nặng nặng ra như thế này nè, cho nó tròn đều tay mình đó. Mình độ vừa cái mình lấy cái viên nhân mình đưa vào, cái mình để vào trong lòng bàn tay mình đó. Mình vừa đè xuống cái mình vừa bóp vào như thế này nè, để cho nó tròn cái viên chè đó. Nó nhìn rất là đẹp luôn và cũng rất là dễ làm luôn. Còn nếu các bạn nào đã biết cái phần này thì mình không cần xem, mình bỏ qua cũng vẫn được ha. Thì tiếp theo mình sẽ làm thêm cái viên thứ hai cho các bạn xem. Và cái phần bột này nè, là mình lấy là 50 gram. Lấy 50 gram cái mình vo tròn, cái mình làm cũng y gan như lúc nãy mình làm cái viên chè lúc đầu ha. Thì mỗi viên là các bạn lấy bột là 50 gram bột đó. Thì mình vo tròn như thế này nè, cái mình làm cho hết những cái phần bột này luôn nha. Và đây là phần chè mình vừa làm xong nè, mình làm được 18 viên. Thì mình chừa lại một viên á, để mình làm một mớ chè ỉ á, để cho các bé nó không có ăn nhân được, nó có thể ăn ha. Còn nếu mà các bạn không để thì cũng vẫn được, không sao. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi khoảng 1,5 lít. Khi mà nước sôi rồi đó, cái mình lấy những cái viên chè lúc nãy á, các bạn vo tròn lại để mình thả vào trong nồi nha. Tới lúc đó cái viên chè mình nó tròn thì nó sẽ đẹp hơn. Tại vì mình để vào mâm nó sẽ bị chảy bột cái hơi đó, nó sẽ không có còn tròn nữa. Thì mình sẽ cho hết những cái phần chè này vào nè. Các bạn cho vào mình độ khoảng tầm 2 phút đó, cái mình lấy sạn mình để sát cái sành dành nồi á, cái mình sơ sơ ra, đừng cho nó bị dính nồi thôi chứ không có gì. Thì mình nấu lên nước nó sôi á, có bọt thì các bạn hớt bọt nha. Rồi mình nấu độ khoảng tầm 3 phút á, thì trong cái thời gian nước sôi nha, thì mình sẽ tắt bếp, mình vớt ra, mình để vào trong một cái thau nước lạnh đi. Nếu mà các bạn không để trong cái thau nước lạnh thì mình để vào cái mâm mình để viên chè lúc nãy đó, mình để cho nó tách rời ra nha. Nhiều khi mình để nó sát với nhau nó sẽ bị dính, cái viên chè mình nó sẽ không còn được láng bóng và không có còn được đẹp nữa đâu. Khi mình vớt những viên chè này ra hết rồi nè, thì các bạn lấy cái nồi nước mình vừa nấu lúc nãy đó, mình rửa sạch lại đi. Mình chuẩn bị thêm là 1,2 lít nước lọc nữa để mà mình nấu nước sôi lên đó. Và khi nồi nước này đã sôi lên rồi thì mình sẽ cho đường vào để mà mình nấu chè ha. Các bạn cho thêm 1/3 lưng muỗng cà phê muối nữa để cái nước đường mình nó sẽ ngọt thanh đậm đà hơn. Mình lấy giá mình quậy cho nó tan đường á, để nhiều khi đường dính ở dưới đít nồi á, nó sẽ bị khét. Khi mà đường nó tan hết rồi, các bạn nấu khoảng tầm 2 phút ha, thì mình sẽ cho rừng vào.
Khi mình cho rừng vào nó sôi lên rồi thì mình sẽ cho những cái viên chè lúc nãy đó mình vớt ra, mình cho vào trong nồi mình nấu. Thì trong cái thời gian nấu thì mình mở lửa trung bình, đừng mở lửa lớn quá. Nếu các bạn mở lửa lớn quá cái viên chè của mình á, nó sẽ bị bể, nó sẽ không ngon đâu. Nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Thì trong cái thời gian mình nấu chè, mình để những viên chè này vào mà từ lúc mà nước nó sôi đó tới khi mình tắt bếp, các bạn nấu thêm khoảng 7 phút nữa. Mình mở lửa vừa thôi. Cái viên chè của mình nó mềm và không có bị bể, nhìn rất là đẹp luôn. Thì được 7 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp, mình múc gato để mà cho các bạn thưởng thức nha. Thì cái màu mình làm màu tự nhiên của củ dền nè, cho nên là nó sẽ không có giữ được cái độ màu được lâu. Nó sẽ bị hơi tái một tí nhưng mà nhìn còn cũng rất là đẹp luôn, chứ không có được như cái lúc đầu của mình hết các bạn. Thì mình múc gato rồi hết rồi đó, cái mình sẽ cho một phần đậu phộng vào. Đậu phộng mình để nguyên hạt á, mình ăn vào cái viên đậu phộng nó béo sẽ ngon hơn. Còn nếu các bạn không thích á thì mình sẽ đập dập ra bể làm hai làm ba cũng được ha. Để mình múc ra một viên mình vẽ cho các bạn xem nè. Nó rất là mềm luôn và rất là dẻo luôn nữa. Dẻo vô cùng luôn á. Quá trời thơm luôn. Nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn á. Ngon vô cùng luôn á. Thì chè này nè, các bạn có thể làm cái cách như mình làm nè, thì cái viên chè mình nó rất là mềm, dẻo và ngon luôn. Và mình để 2-3 ngày sau á, thì nó cũng không có bị cứng. Vậy là món chè trôi nước làm màu tự nhiên từ củ dền của mình thì làm cũng đã hoàn thành rồi. Nếu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Và các cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình. Và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.